Đà Phật Vô lượng thọ trang nghiêm Thanh tịnh bình đẳng giác kinh Tập 16 Người giảng Lão Pháp Sư tịnh không Cũng làm quan rất to Thế nhưng tập khí Chúng ta gọi là Thị hiếu Rất nhiều thị hiếu không đoạn được tập khí khi lên lớp dạy học trò họ còn phải thưởng thức âm nhạc do lúc đó cũng không có loại hát mấy gì đó không có những thứ này trong nhà ông có một đội nhạc ca kỹ đều là con gái ở trong nhà nuôi đội nhạc khi ông lên lớp những cô gái này ở phía sau Sướng ca cẩy đàn Ông một mặt thưởng thức Một mặt Thì dạy cho mọi người Phía sau thì dùng một biến giải để che lại Đó là Tình hình ông lên lớp làm thầy Có một người học trò nào Mà không muốn ra phía sau xem thử Không thể tránh khỏi được việc này Chỉ có Trịnh Khang Thành Ông ở nơi đó ba năm Chưa từng ra phía sau xem lần nào Thì giáo của ông để ý thấy Thì giáo biết được Những gì ông đã dạy ba năm Trịnh Khang Thành một mình ông hoàn toàn học được hết Thế nhưng thì giáo Là phạm phu Không phải thánh nhân Thế là những không tránh khỏi tâm đố kỵ Biết được đứa học trò này Tương lai nhất định sẽ vượt qua mình Thì giáo không phục tìm biện pháp để hãm hại ông để trị ông cho nên người học trò này khi trịnh khang thành trở về nhà lúc bái biệt thầy giáo trở về nhà thầy giáo dẫn theo học trò đi đến đình thập lý trường để đưa tiện khi tiễn biệt mỗi một học trò mỗi một người kính trịnh khang thành ba ly rượu Đại khái có khoảng mấy chục người Trên Khang thành đã uống hết 300 ly Thì giáo thì muốn tắm ông cho say Tắm cho say Sau đó mới trị ông làm gì biết được Trịnh Khang Thành Sau khi uống xong 300 ly Một lệ tiết nhỏ cũng không thất lễ Ông có tủ lượng lớn đến như vậy cho nên năm xưa Khi Lý Lão Sư giảng đến đoạn này Ông nói nếu mỗi người chúng ta đều có cái tủ lượng này Thì Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ không cần đưa ra giới điều này Thì sẽ không có rồi Cần gì phải chế ra giới điều này 300 ly ông không say Thế là ông rời khỏi Vì thầy giáo này của ông còn mướn Một sát thủ Muốn hãm hại ông ngay trên đường Giết ông Ông thông minh Ông đi không bao xa Ông đi vào đường tắt đường nhỏ mà đi Trên lịch sử có một đoạn câu chuyện như vậy Thầy giáo Cũng đố kỵ học trò Bạn mới biết được thật gian nan Thật không dễ dàng gì Đi là một câu chuyện có thật trong lịch sử Cho nên giá tội cùng đánh tội Chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng Giá tội đó Chính là làm pháp sám hối Y theo Phương pháp sám hối Phật dạy bạch chúng Tuyên bố với mọi người Ta đã làm ra những việc sai lầm gì Những gì răng dạy của Phật Ta chưa thể tuân thủ ta đã phạm Nếu như đã phạm tánh tội vì thì sám hối trong đó Có sự sám Có lý sám Tương đối Là phiền phức Cần phải chân thật Phát tâm sám hối Từ chính nội tâm mình Sau không làm nữa Cầu Phật Bồ Tát Gia hộ Câu điềm lạ Câu cảm ứng những phương pháp sám hối này ở trong kinh luận nói rất nhiều. Vào thời trước, năm cuối triều nhà Minh, đại sư Ngẫu Ích đã y theo triêm sát sám pháp. Đó là y theo pháp môn Địa Tạng. Tu triêm sát pháp này. Phương pháp này đích thực rất có hiệu quả. Trong Địa Tạng ba kinh có một bộ chính là Pháp Sám hối Tiêm sát thiện ác Nghiệp báo kinh Ở trong đó có dạy cho bạn Phương pháp sám hối Đại sư ngẫu ích Cả đời đại sư Ngài Dùng phương pháp này để tu môn sám hối Việc này cũng đáng được chúng ta học tập thế nhưng ở trong giá tội có rất nhiều khai mở chúng ta cần phải hiểu cho nên giới luật là linh động hoạt bát không phải là khô cứng khi tôi ở hoa kỳ rất nhiều đồng tu cô học phật rồi nhưng chồng không học phật người nhà không học phật thế nhưng đối với việc học phật của cô tuyệt đối không bài trừ sau khi học phật rồi cô muốn ăn chay ăn chay thì người nhà liền khó khăn tôi có một lần ở miami có một đồng tu trong nhà người chồng liền đến hỏi tôi đồ chay nếu như không dùng hành tỏi những gia vị này thì không có mùi vị sẽ rất khó ăn Ông hỏi tôi Việc này có nghiêm cấm không Không nghiêm cấm có thể dùng Bạn phải nên biết Họ dùng một chút hành tỏi Còn tốt hơn nhiều so với ăn thịt Có thể bảo họ không ăn thịt Ăn một ít hành tỏi thì có đáng gì chứ Là khai duyên Nếu như ngay đến những phối liệu này Cũng không cho phép họ dùng mà nói Thì họ sẽ không ăn chay Mỗi ngày vẫn là ăn thịt Ăn thịt chúng sanh chúng ta ở ngay chỗ này so sánh khinh trọng có thể làm cho họ không tạo trọng tội thì cái tội nhẹ kia có thể thông qua thông quyền đạt biến thông quyền đạt biến làm gì tính toán đến những việc như vậy huống hồ chỉ làm gia vị việc này ở trong gia phật nhất định không cho phép vì sao vậy sợ người ta hiềm khích người ta đàm tiếu bằng xem gì hòa thượng đó không giữ giới vẫn còn ăn hành tỏi cư sĩ các chị ở nhà thì không có gì để hiềm nghi người bên ngoài sẽ không nói lời đàm tiếu việc này có thể làm được không có thể có lỗi lầm gì không không có lỗi lầm tại vì sao phật ngăn cấm ngũ tân ngũ tân ăn nhiều thì sẽ có lỗi lầm cũng giống như rượu vậy đó là thuộc về giá tội rượu uống say rồi thì mới có lỗi lầm có rất nhiều người khi uống rượu say rồi thì ngủ một giấc thật dài họ không có phạm lỗi lầm thì không việc gì rượu uống say rồi thì khởi tửu phong vậy thì rất phiền phức đó mới có lỗi lầm chúng ta xem thấy rất nhiều tù tánh không tệ khi uống say rồi thì họ liền đi tìm một nơi để ngủ loài người này thì sẽ không có lỗi lầm nhất định phải thấu hiểu chân tướng sự thật nhà phật không có định pháp không phải là nhất định trong gia vị có những thứ này cũng giống như là những thứ hương liệu vậy vì thì không khởi tác dụng gì vì rượu có người xào rau phối một ít rượu rượu ở trong đó không thể làm say bạn ăn những thứ đó có thể say sao không thể nào việc đó không gọi là phá giới ngày trước tôi ở thư viện từ quan đại trung nhân viên làm việc chúng tôi có ba người trong đó có một vị cư sĩ lưu hiện tại ông vẫn còn Nghe nói đã xuất gia rồi Người Sơn Đông Thích ăn củ hành Mỗi bữa cơm Nếu không có củ hành thì không nuốt được cơm Luôn là phải ăn vài củ hành Trong nhà bếp Nấu cơm Là một bà cụ Cũng là một lão cư sĩ rất chân thành Ngày ngày mắng ông phá giới Thế nhưng khi nấu cơm Mỗi ngày nấu mì Cho lão sư lý Lý Lão Sư là người Sơn Đông thích ăn mì Trong mì để một chút rượu Thêm vị rượu Cư sĩ Lưu này ngày ngày mặt ông Ông phá giới Trong đó có để rượu Chúng tôi ở bên cạnh Thường hay xem thấy chuyện cười này Kỳ thực hai bên Đều không có lỗi lầm Ông ăn và củ hành như vậy Không khởi tác dụng gì Mì Để một ít rượu Cũng không khởi tác dụng gì Đều xem là giá gì để dùng Ở trong tự diện Thì có người hiềm nghi Sợ hiềm nghi Ở đạo trạch Cư sĩ Ở trong nhà cư sĩ Không việc gì Chúng ta Phải hiểu được đạo lý này Không thể nói phạm một chút này Thì là phạm đại tội Vì thì không được rồi Nói ra nghiêm trọng đến như vậy Cái nghiêm trọng chân thật Thì họ đều quên mất Cái nghiêm trọng chân thật là gì bạn xem sa di luật nghi Giới sa di Trên mình mang tiền là phạm đại giới Mỗi ngày trên người chúng ta đều mang cổ phiếu Cái đại giới này mà bạn không nói Cái nhỏ đó Mà bạn tu vẽ nó ra chứ phải là điên đảo sao Vì sao Phật bảo người xuất gia Trên người không nên mang theo tiền Cũng là giá giới Phòng ngừa tâm tham Tiền càng nhiều Thì tâm tham càng nặng càng nhiều thì càng khó xả được cho nên nói phật cấm người xuất gia cầm tiền trong tay trên người không được mang theo tiền trên tay không được cầm vàng bạc tiền của vật báo đều là thuộc về giá giới chúng ta nhất định phải nên hiểu đó là ngừa quấy dứt ác một loại quyền nghi thiết lập biết được thế tôn cổ tâm dạy học nơi nơi đều vì chúng ta làm ra rất nhiều công việc phòng phạm đó là hai loại tội có hai loại phương pháp sám hối nếu ở sự sám thí dụ chúng ta tu pháp sám hối như vừa rồi đã nói bạn tu đại bi sám tu lương hoàn sám tu thủy sám chiếu theo nghi quy đó mà làm thì đó thuộc về sự sám y theo trong sám nghi dạy chân thật mà làm vậy mới có tác dụng không phải chỉ đọc qua một lần đọc qua một lần không ít gì phải chân thật mà làm nếu như có thể y theo định khai huệ đó là tu tâm thanh tịnh trong tâm thanh tịnh sanh trí tuệ sau đó thấu hiểu chân tướng của những tội nghiệp trên kinh Phật nói giảng pháp Đều không Dạng Pháp Do duyên sanh Phạm Hay là Pháp duyên sanh Ngay thể đều là không Không thể có được Vì chúng ta tạo tác Chủng chủng tội nghiệp Là duyên sanh Đã là Pháp duyên sanh Đương nhiên cũng là ngay thể Đều là không Không thể có được Đó là đạo lý nhất định Bạn hiểu được đạo lý này Khế nhập không tánh Cái tội này liền diệt Thế nhưng nếu bạn không thể khế nhập Dù khế nhập này chính là chúng ta thường gọi là chứng đắc Bạn chưa chứng được cảnh giới này Bạn chưa vào được cảnh giới này Thì bạn dạng lần không nên nghĩ tội nghiệp là không bạn ăn cơm có không hay không ăn cơm thì có một cái có thì tất cả đều có một không tất cả không nếu bạn quả nhiên có thể vào được cảnh giới tất cả không này tội nghiệp của bạn liền tiêu trừ dường như cảnh giới của trong kinh Kim Cang nói nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán quán là huệ vào được cảnh giới này như kinh phía trước đã nói tam tâm bất khả đắc duyên khởi tánh không diệt này là thiên chốt bạn chân thật được giải thoát Không những siêu diệt sáu cõi Mười pháp giới cũng siêu diệt luôn Đó là lý sám Từ trên lý Tu pháp sám hối Từ trên sự mà sám hối Là phục phiền não Phục tội nghiệp Làm cho tội nghiệp không khởi hiện hành Trên lý cách sám hối này là nhổ sạch hết gốc tội nghiệp nhổ sạch tận gốc chân thật là chuyển phiền não thành bồ đề chuyển sanh tử thành niết bàn đó mới là pháp sám hối cứu cánh cách sám hối này phải bắt đầu từ đâu ở trên kinh phật dạy cho chúng ta mười phương pháp để làm phật nói có mười sự việc là thuận theo sanh tử cũng chính là nói mười sự việc này nếu như bạn có thì bạn nhất định phải sanh tử luân hồi bạn không thể thoát khỏi tam giới sáu cõi ngoài ra có mười sự việc là có thể làm cho bạn siêu diệt luân hồi siêu diệt mười pháp giới cũng có mười điều trước tiên chúng ta phải sám trừ mười loại tâm lý tùy thuận chúng sanh sai lầm mười điều đó điều thứ nhất là vọng kế nhân ngã khởi ư thân kiến vọng là hư vọng không hề có sự thật này kế chính là chấp trước bạn chấp trước hư vọng cho cái thân thể này là ta chấp trước cái thân thể của người khác là người từ ngay trong đó sanh khởi ngã chấp nghiêm trọng phật đem chủ này xếp vào điều thứ nhất cái điều này gọi là thân kiến bạn thấy chúng ta ở trong kiến tư phiền não kiến hoặc năm loại lớn loại thứ nhất là thân kiến thân kiến biên kiến kiến thủ kiến giới thủ kiến tà kiến năm loại lớn này là kiến giải sai lầm của chúng ta cái đầu tiên chính là thân kiến Thân kiến là từ do đâu mà có Không hiểu rõ chân tướng sự thật Ở trong chân tướng sự thật Khởi lên hiểu lầm nghiêm trọng Đem cái thân này xem thành chính ta Thế là ở trong đó liền khởi lên Thì phi nhân ngã Điên đảo vọng tưởng Căn bản của luân hồi bà muốn hỏi xấu cõi luân hồi từ do đâu mà ra xấu cõi luân hồi là do đâu mà có chính là do cái việc này mà ra đó là phật đem căn bản của luân hồi nguyên nhân của luân hồi nói ra cho chúng ta cho nên thiện ác ở trong phật pháp nói vì chính mình chính là ác vì người khác chính là thiện cái tiêu chuẩn đó là như vậy mà định vì chính mình tăng thêm ngã kiến, tăng thêm ngã chấp, cái thứ này thì rất phiền phức. Không gì ta nữa, vì chúng sanh thì ngã chấp, dần dần sẽ tan nhạt. Không còn chấp trước, cái thân này là ta. Hân hoan vui vẻ, an vui tự tại. Vì chúng sanh, vì xã hội không luận chúng ta ở một nơi nghề nghiệp nào đều là vì xã hội vì chúng sanh phục vụ đều là chân thật làm đến được hy sinh phụng hiến thực tế mà nói trong hy sinh phụng hiến còn có ngã chấp ai hy sinh vậy ta hy sinh ai phụng hiến ta phụng hiến còn chưa quên được cái ta hy sinh phụng hiến đều không có Pháp vốn như vậy Trong tự nhiên chính là ta có cách làm như vậy Cho nên đem cái ta quên mất đi mới được Vì chúng sanh Loại thứ hai Bên trong có phiền não Phiền não chính là thị phi nhân ngã Tham sân si mạng Vô lượng vô biên phiền não Bên trong có bên ngoài có mê hoặc cái thứ này phiền não lớn mê hoặc bên ngoài có người mê hoặc có việc mê hoặc có vật mê hoặc thứ mê hoặc quá nhiều xã hội ngày nay mỗi bước đều là hầm hố mỗi bước đều là hầm lửa có được mấy người có thể thuận bùm xuôi gió Đi qua con đường hiểm này Thật khó Nếu bạn không có trí tuệ chân thật Thì dễ dàng Bị dụ hoặc Cái tạo tác ác nghiệp này thì nặng Nhất định là Tăng thêm vô minh Tăng thêm phiền não Cũng chính là Tăng thêm nghiệp Sanh tử luân hồi Đi là loại thứ hai Cần phải nên sám hối Thứ ba Nội ngoại duyên Thấy đều đầy đủ Bên trong có phiền não Bên ngoài có ác duyên chúng ta làm thiện cái ý niệm đó không có không những chính mình không thể tu thiện thấy người khác tu thiện thì rất khó chịu còn có thêm đố kỵ còn có hãm hại xem thấy người khác làm thiện nghĩ ra hết cách để phá hoại Đi cản trở Thậm chí Không ngại tạo ra tội nghiệp cực trọng Hủy bán Nhục mạ hãm hại Họ đều làm ra hết Việc này chúng ta Nhất định phải biết sám hối Giả như chúng ta Chính mình Gặp phải loại tình huống này Không nên Bị cảnh giới bên ngoài dao động Tuyệt đối không nên cho rằng Chúng ta làm người tốt Làm việc tốt Giữ tâm tốt Đã làm những việc này Mà vẫn còn gặp phải Rất nhiều khổ nạn Không làm người tốt được nghe nhầm lời nói của người họ nói làm người tốt bị người gạt ngựa tốt bị người cởi không dám giữ tâm tốt không dám làm việc tốt vậy thì hỏng rồi hoàn toàn bị hư hết nói ra hai câu này không phải là phật nói là ma nói vì chẳng phải bạn đi theo ma để học sao chúng ta học với phật khi cảnh ma hiện tiền Chúng ta mới có thể trải qua được khảo nghiệm Quyết không lo sợ Quyết không thoái lui Biết được Chúng ta gặp phải muôn vàng khó khăn Đối với bản thân chúng ta mà nói Giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng Là việc tốt Không phải việc xấu Trên Kỳ Kim Cang Phật có nói một đoạn Thiền Nam Tử, Thiền Nữ Nhân Thọ trì đọc tụng thử kinh Thử kinh là chỉ kinh kim cang Nói kinh kim cang tốt Thọ trì là y theo giáo huấn của kinh kim cang Mà làm Y giáo phụng hành Đó là người tốt Thế nhưng Bị người ta khinh rẻ Bị người ta xem thường Chính là vừa rồi mới nói Bị người nhục mạ Bị người ta xem thường Phật nói, con người này đời trước tội nghiệp phải đọa ác đạo. Nếu họ không thọ trì kinh Kim Cang, nếu không học Phật, tương lai sẽ đọa đường ác. Hiện tại học Phật, chăm chỉ cố gắng học tập như vậy, còn bị người khinh rẻ, bị người ta chà đạp, tội nghiệp của người này hiện tại sẽ trả hết, tương lai sẽ không đọa ác đạo nữa không những không đọa ác đạo còn được a nậu đa la tam miệu tam bồ đề họ có thành tựu bạn thấy vậy tốt biết mấy cho nên chúng ta nghe được phật nói những lời này trong lòng có được sự an ủi phật nói đều là thật không phải là giả cho nên người học phật chúng ta gặp phải nghịch duyên gặp phải nghịch cảnh trong lòng phải rất là thản nhiên phải nỗ lực mà kiểm điểm Người khác hủy bán chúng ta Chúng ta phải cố gắng nghĩ xem Ta có hay không Nếu như có phải mau sửa đổi Nếu không có cố gắng kích lệ Nhất định không thể làm việc sai Có thì sửa đổi Không thì kích lệ Vậy thì tốt Quyết không nên trách người khác Không nên có một niệm tâm sân hận Tâm báo thù Vậy thì sai rồi Vậy thì chúng ta lại đọa lạc Chúng ta vẫn là có tâm cung kính đối với họ Vẫn là có tâm cảm ơn Họ tiêu ta vì tội thay ta Họ là đại ân nhân của ta Làm sao ta không cảm kích Tu học của chính ta Vẫn là mỗi niệm hồi hướng cho họ Cầu phước cho họ Đó là chúng ta phải nên có cách làm như vậy Là Phật dạy bảo cho chúng ta Thứ tư nếu như chúng ta có cái tội nghiệp này Thân ngữ ý ba nghiệp Không ác nào không tạo Cũng chính là thường nói tạo mười ác nghiệp Thân tạo ra sát đạo dâm Miệng thì giọng ngữ Hai lưỡi ác khẩu thiêu dệt Trong tâm thì có tham sân si mạng Vẫn còn tạo tác ra những thứ này Vậy thì bạn phải nỗ lực cầu sám hối Việc sám hối này là phát lộ sám hối Chúng ta không có dũng khí Ở trong đại chúng Đông đảo phát lộ sám hối Chỉ ít Phải ở trước mặt Phật Bồ Tát Phát lộ sám hối có một số người sám hối Ở trước mặt Phật Bồ Tát Chính mình thầm lặng mà sám hối Cách nói đó Xem thấy miệng của họ đang động đậy Một câu cũng không nghe được E rằng Phật Bồ Tát Cũng không nghe thấy Phật dạy chúng ta phát lộ sám hối Phát lộ sám hối là phải nói ra không nên che giấu cho đi có thể biết loại sám hối này là rất muốn sám hối lại còn ngượng ngùng lại còn bị xấu hổ cái nghiệp chướng này thì không thể sám trừ cho nên nói ở trước mặt phật bồ tát bạn còn không chịu phát lộ còn không chịu lớn tiếng nói ra có thể thấy được ý nguyện của bạn không chân thành Chân thật thì không những Ở trước mặt Phật Bồ Tát Phát lộ sám hối Ở trước mặt thiện ghi thức thông thường Đều phải nên phát lộ sám hối Vì thì loại thứ năm Phật đói Tạo ra những việc ác này Tuy là Bạn làm được không phải rất nhiều Thế nhưng tâm của bạn ác Ác tâm trùng khắp Bạn không thể làm ác Đó là duyên chưa chín mùi Nếu như duyên chín mùi Thì việc ác của bạn Cũng trùng khắp Tạo ác Thực tế ra mà nói Cũng phải có phước báo Không có phước báo Chỉ có thể làm ác nhỏ Không thể làm được việc ác lớn người phước báo lớn mới có thể làm được đại ác họ có thể tùy theo tâm mình muốn muốn làm gì thì làm họ có phước báo có thể làm được thông thường người không có phước báo muốn làm đại ác cũng không làm được chỉ có thể làm được chút ác nhỏ tuy là ác nhỏ nhưng tâm ác của họ có thể không nhỏ đừng xem họ là tâm ác việc này cần phải nên biết điều thứ sáu Ý niệm làm ác Tiếp nối không ngừng Ngày đêm tiếp nối không ngừng nghỉ vậy thì không tốt Cho nên Ba ngày tạo ác Buổi tối nằm mộng vẫn là đang tạo ác Vẫn đang làm việc sai Nên gọi là Ngày nghỉ việc gì Đêm mộng làm việc đó Bạn nói xem có đáng sợ không vậy thì trên kinh phật nói những sự việc này thực tế mà nói đều là hiện tượng ác hạnh thông thường của chúng ta hiện tại phật nói ra một chút cũng không sai một chút cũng không quá đáng điều thứ bảy nói che giấu lỗi lầm của chính mình tránh né lỗi lầm của chính mình chính mình tạo tác tất cả lỗi lầm đem trách nhiệm đẩy cho người khác việc ác này thì lớn ác này nặng chính mình tạo tác thì chính mình phải dũng cảm gánh giác mạnh dạn nhận lỗi vậy cái lỗi của bạn mới có thể sám trừ nếu như là che giấu ngụy trang đậy kính cái tội này sẽ càng thêm nặng cho nên phật dạy cho chúng ta vậy chúng ta phải tích âm đức chúng ta làm việc tốt không nên để cho người khác biết phải che giấu Phước đức của bạn Càng tích Càng dày Quả báo tương lai sẽ thù thắng Tội nghiệp thì không nên che giấu Tội nghiệp cho dù tạo ra nhiều hay ít Đều mong muốn người khác biết Biết để làm gì vậy Người này thấy bạn mắng bạn một câu Người kia trách bạn một tiếng Thì quả báo này trả hết rồi Thấy đều trả hết Chính mình tạo ra vô số ác nghiệp phải mau báo hết Chính mình tích những thiện đó Không nên để người biết Bạn thấy hiện tại người thông thường Họ thật là điên đảo Họ tạo ra việc ác Thì không muốn người khác biết Thiện chỉ có một chút thiện Còn muốn đem nó truy dương thành đại thiện Để mọi người xem trọng họ Tán thắng họ Thì thiện đã xài hết rồi Ác thì thấy đều ém Để ở đó vẫn chưa động Để đến Diêm La Dương tính sổ luôn một lần vậy thì sai rồi đó là người ngu si không phải người thông minh phật dạy cho chúng ta thật có đạo lý điều thứ tám hiện tại thông thường chúng ta nói ngoan cố cố chấp ngang ngược tàn ác không thể nghe lời khuyên răng của người khác khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều là xung đột với người khác ưa thích đối kháng với người khác chỉ thích làm những việc như vậy hiếu thắng bồng bột bồ. không chịu thiệt tranh hơn tranh thua đó cũng là tập khí đó là tâm bệnh lớn phật giảng cho họ nghe những đạo lý nhân quả báo ứng họ không tin tưởng Khi tôi mới bắt đầu học Phật. Vào lúc đó vừa mới xuất gia không bao lâu. Có một số lão pháp sư già hơn so với tôi, không xem là thật già. Vào lúc đó tôi 30 tuổi xuất gia, đại khái lúc đó họ dáng dấp cũng chỉ 450 tuổi. Có một hôm Tôi nghe mấy người họ đang nói chuyện Tôi cũng đến ngồi bên cạnh Nghe rồi tôi toát mồ hôi lạnh Họ đã nói gì vậy? Nhân quả mà trên kinh Phật nói Ông tin không vậy? Tôi nghe qua thật bàn hoàng Họ là người xuất gia Bình thường cũng giảng nhân quả báo ứng cho cư sĩ nghe chính mình thì không tin à, Chẳng trách lão sư lý ngày trước đã nói ra một câu ngạn ngữ nói cái gì hòa thượng sợ cư sĩ cư sĩ sợ nhân quả nhân quả sợ hòa thượng tuy là gần như là lời nói đùa mà ở trong đó có đạo lý rất sâu rất rộng cho nên vào thời kỳ mạt pháp bạn xem thấy học Phật thành tựu chúng ta lấy diệt niệm Phật giảng sanh xem qua giảng sanh chuyện nhiều đời người xuất gia giảng sanh ít người tại gia giảng sanh nhiều người tại gia giảng sanh tướng lạ Chúng ta thấy Luôn luôn là rất hy hữu Chính là ngay trong 30 năm gần đây nhất Đài Loan còn có người đứng giảng sanh Nữ cư sĩ tại gia Là lão thái bà Đứng mà giảng sanh Ngồi mà giảng sanh thì càng nhiều Giữ biết giờ đi Không có bệnh khổ thế nhưng đài loan mấy mươi năm qua người xuất gia giảng sanh như loại tướng lạ trên một người cũng không có đừng nói là đứng ngồi cũng không có người nào thật là lời của lão sư lý nói không sai vì sao vậy chúng ta tỉ mỉ mà quan sát người xuất gia thân xuất mà tâm không xuất trong lòng còn chấp trước hơn so với người tại gia họ xuất ra chính cái nhà nhỏ của họ tìm đến một cái chùa lớn cái nhà đó còn lớn hơn nhiều so với cái nhà của chính họ quyến thuộc cũng nhiều hơn tiền của cũng nhiều hơn tăng thêm tham sân si mạng tạo ra vô lượng tội nghiệp không phải không có đích thực ra là có vậy thì những sự việc này chúng ta đều phải có cảnh giác cao độ Không phải là việc tốt Rất là đáng sợ Sợ chính mình ở ngay trong một đời này Đọa lạc vào ba đường Điều thứ mười Vô tạm, vô quý Bất cụ phạm thánh Không có tâm hữu thẹn Tạm Dùng lời hiện đại của chúng ta mà nói Lương tâm bị dạy dò chính mình làm sai việc gì trong lòng của chính mình không an gọi là tàm quý là phê bình của người bên ngoài không sợ phê bình của người khác chính là không sợ dư luận bậc thánh hiền phật bồ tát họ không để trọng phật bồ tát nếu như chúng ta đọc kinh vô lượng thọ qua nhiều lần trong kinh nói với chúng ta nhân số của thế giới tây phương cực lạc là vô lượng vô biên không có người nào có thể tính đếm ra được Trên kinh Phật đưa ra một thí dụ Ngay trong hàng đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật Thần thông năng lực mạnh nhất Là tôn giả một kiền liên Tôn giả một kiền liên Dùng thông minh trí tuệ của Ngài Ngài có thể trong một ngày một đêm biết được số lượng tinh cầu trong đại thiên thế giới của chúng ta. Ngài có thể tính ra được cái đại thiên thế giới này có bao nhiêu tinh tú, trong tinh tú có bao nhiêu chúng sanh, ngài có thể tính ra được. Ngài có năng lực lớn đến như vậy. Phật nói: "Giả như tất cả chúng sanh đều chứng được quả vị bích chi phật thần thông đạo lực như ngài một kiền Niên vậy cùng nhau đệ tính cùng nhau tính đếm số người của thế giới tây phương cực lạc cũng không thể tính ra được thế giới tây phương cực lạc phồn hoa náo nhiệt tốt hơn nhiều so với ta nơi đây phật lại nói người ở cõi đó sanh đến nơi đó cho dù là người hạ hạ phẩm giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư trí tuệ năng lực của họ thấy đều hồi phục gần giống như phật mười phương thế giới tất cả chúng sanh họ đều có thể thấy được chúng ta không thể thấy được họ còn họ thì có thể thấy được chúng ta chúng ta ở đây nói một lời nho nhỏ, nhỏ đối phương còn nghe chưa được rõ ràng Thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy đều nghe được Bạn làm sao có thể giấu được người chứ Ở nơi đây chúng ta khởi tâm động niệm Người ta thấy đều biết Họ có tha tâm thông Cho nên chúng ta chính mình cho rằng Làm ra một số việc xấu Không có người biết Có thể giấu được người Đúng 50 ức người của thế giới này bạn có thể giấu được họ thế giới tây phương các hàng bồ tát vô lượng vô biên một người cũng không thể giấu nếu như chúng ta chân thật tin tưởng chân thật thấu hiểu thì bạn sẽ không dám khởi một niệm ác khởi một niệm ác phật bồ tát đều biết thế giới tây phương cực lạc người người đều biết nếu bạn muốn đến thế giới tây phương cực lạc a di đà phật đại từ đại bi kéo bạn lên đó người thế giới tây phương cực lạc mỗi mỗi đều trợn mắt nhìn làm sao ông có thể đến đây vậy là một người ác ông đến đây chẳng phải là phá hoại hoàn cảnh của chúng tôi sao điều kiện của thế giới tây phương cực lạc là các bậc thượng thiện đều ở một nơi chúng ta phải tu thượng thiện khởi tâm động niệm lời nói việc làm không nên làm việc ác nhất định phải nên biết không luận là chúng ta ở lúc nào không luận là ở nơi nào phật bồ tát của thế giới cực lạc thầy đều xem thấy đây là thật không phải là giả không những không dám làm việc xấu không dám ác khẩu không dám giọng ngữ trong ý niệm một niệm ác cũng không có chúng ta mới có thể vũ ngực nhất định giảng sanh hai hôm trước có một vị cư sĩ ở hoa kỳ cũng là một lão đồng tu chúng ta ông bị bệnh gọi điện thoại cho tôi câu thứ nhất hỏi tôi ông nói tôi có thể bị đọa địa ngục không tôi liền thành thật nói với ông ông có thể bị đọa địa ngục hay không tôi không biết việc này ông phải hỏi là chính mình Chính bạn niệm Phật tu thiện Làm sao có thể đọa địa ngục chứ Nếu như bạn niệm Phật Mà còn tạo nghiệp Vì thì không thể tránh khỏi Việc đó sẽ khó Cho nên tôi liền khuyên ông đọc Phát khởi Bồ Tát Hù Thắng Chí Nhạo Kinh Đọc thêm nhiều lần nghĩ lại xem chính mình tạo ra là những nghiệp gì. Nếu như bạn tạo tội nghiệp cực trọng địa ngục. Chỉ cần hơi thở của bạn chưa dứt còn có thể cứu. Cứu bằng cách nào? sám hối, cầu giảm sanh. Phải chân thật sám hối. Phải từ trong nội tâm Mà sám hối Sau không tái tạo Bạn có thể không đọa ba đường Bạn còn có thể mang nghiệp giảng sanh Cái thí dụ này Ở trên kinh có Người nhiều đời niệm Phật giảng sanh Chúng ta ở trong tịnh độ thánh hiền lục Giảng sanh truyện xem thấy có Người tạo tội nghiệp cực trọng chân thật hồi đầu chân thật sám hối đều có thể giảng sanh nếu như bạn không tin tưởng bạn tiếp tục tạo tác vậy thì không còn cách nào bạn chân thật hồi đầu giác ngộ sau không tái tạo đều được cứu phật bồ tát đại từ đại bi không hề nhớ lỗi lầm của chúng sanh. Phật Bồ Tát sẽ không nhớ điều này. Ngay đại sư Huệ đang cũng nói, nếu người chân chính tu hành không thấy lỗi người khác, Phật Bồ Tát làm sao nhớ lấy lỗi lầm của chúng sanh chứ? Không hề có việc này. Vấn đề là chính mình tạo ra tội nghiệp này, chính là sợ tánh tội, cái thứ này phiền phức. Nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực mà sám hối điều sau cùng chính là không tin nhân quả báo ứng chân thật tin tưởng nhân quả báo ứng họ khởi tâm động niệm lời nói việc làm nhất định phải kiểm điểm vì sao vậy biết được quả báo thật đáng sợ nhất định không dám thưởng thức những việc này đều là sự thật chúng ta chính mình nghĩ xem cả đời này chân thật là may mắn gặp được phật pháp mới hiểu rõ đạo lý này trước khi chưa gặp phật pháp những tội nghiệp này chúng ta thường tạo trong đời quá khứ tuy là chúng ta không có túc mạng thông thế nhưng thử nghĩ xem e rằng vẫn là không thể tránh khỏi nghĩ đương nhiên là vậy nhất định cũng là tạo tác như vậy ngay trong đời này trước khi chưa gặp được phật pháp phật nói những tội nghiệp này tôi đều đã làm qua sau khi học phật mới hiểu rõ. Tôi hiểu rõ là tương đối sớm một chút, trên thực tế là sớm cũng không xem là quá sớm. Tôi 26 tuổi mới học Phật, mới hiểu được những việc này. Thời gian kháng chiến năm đó tôi mười mấy tuổi, đã tạo nghiệp sát rất nặng. Ham thích săn bắn sát nghiệp rất nặng cho nên rất nhiều tướng số đoán mạng cho tôi nói tôi đoản mạng tôi tin tưởng vì sao vậy nghiệp sát quá nặng làm sao không đoản mạng ngay đời này đời sống rất khổ cực không thể đoàn tụ với người nhà tôi cũng tin tưởng là do nghiệp báo tôi sát sanh làm cho cả nhà của chim thú không được đoàn viên thì tôi phải chịu quả báo này tôi tạo ra cái nhân gì thì phải nhận lại quả báo đó việc này làm sao có thể tránh được sau khi chân thật hiểu được phật bồ tát đã cứu chúng ta thấu hiểu chân tướng sự thật chân thật thay đổi tự làm mới không còn vì chính mình vì phật pháp vì chúng sanh lại gặp được pháp môn tịnh độ Một đời này Mới chân thật làm đến được viên mãn Có được một con đường Làm thế nào báo ân Phật Báo ân chúng sanh Làm thế nào báo lại những lỗi lầm Mà trước đây chúng ta Đã giết hại những chúng sanh Chỉ có hoàng dương Phật Pháp Đem pháp môn thù thắng này Giới thiệu cho mọi người Mọi người niệm Phật Tương lai đều giảng sanh tịnh độ Đều thành Phật tội nghiệp này của chúng ta Đại khái có thể được tiêu trừ Mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng Hôm nay thời gian đến rồi Chúng ta chỉ dạng đến đây A-di-đà Phật cư sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a cầu gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh vì nước cực lạc nguyện đem công đức này trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết bồ báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật